đơn côi mình ta vẫn vương, ngồi ướt trong mê say chiều mưa buồn. Đơn côi mình em vẫn vương, hồi ước trong men say chiều mưa buồn. Ngăn dần lệ ngừng khiến khoe mi sầu đi. Hay chưa? Xuất sắc luôn á, không có ai hát được bằng Trang đâu. Hát đúng nốt rất dễ, hát sai nốt mới khó. Mình gửi gắm cho khán giả một đoạn bolero nhẹ nhàng coi nè. Nó hát rồi. Hát rồi hả? Mà em hát solo thôi, bây giờ mình là song ca. Xin chào bà gì? Bà gì giờ dễ thương ta. Không giờ rồi. Không giờ rồi. À, sầu tiết thì hồng. Sầu tiết thì hồng. Dạ. Anh thuộc lắm nha. Thuộc nghiêm được em chỉ cho. 2, 3, câu đầu là gì? Rồi vô. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta bên nhau nhiều đêm. Anh đi lấy đầu gõ lại. 2, 3 tầm sóc thấp lại. 2, 3 từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau nhiều đêm, ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thắm sâu. Nhớ thương đầy vơi, mong thấy ai mỉm cười, làm môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe ngơi gió biết rằng mình vừa mơ. Rồi, như đó đủ rồi. Còn mà ai đừng có nghe nữa thì cái mốt là... Mốt giờ chị em mình quay bài này ra đĩa luôn cho mọi người về nghe. Cho mọi người nghe nha. Đúng rồi, đã phá bài hát của chị đó em. Chị đã được hân hạnh được nghe một lần. Nhiều bài lắm. Hát cái gì là banh chành hết luôn. Hát xong là mình không có cảm xúc mà hát lại bài đó luôn. Sao vậy? Em hát rất là hay luôn á. Em hát rất là hay luôn á. Em ơi, chị đang cần một chút cảm hứng, một ngọn lửa ấm áp để chị ta diễn, em đừng làm cho chị. Hiện tại là chị rất là hồi hộp và căng thẳng, chị cần mình oxy. Yes. Em sẽ giúp giải tỏa sự căng thẳng tiếp sức cho chị. Em sẽ tiếp sức của chị bình oxy đó. Ừ. Nha. Tiếng sáng nắng bên hiên gửi đầy, bên mình đến sưu tan đêm dài. Chờ đồng em còn nhớ anh hoài. Ồ ồ. Chị muốn ngủ một giấc ngủ ngắn thu. Anh, vì đôi lúc anh hay nghi ngờ, để cho trái tim em mong chờ, phải làm sao để em mới yêu anh. Em ơi, đây là vọng giọng bản năng của em hả? Dạ, trời phú á. Trời phú đó. Sinh ra nó đã như vậy. Hay đúng không? Hay quá. Hay hôm nào em qua đi, chị dạy em hát đi. Chỉ cần là em không cần em phải hát được. Không nhưng cần mà hát em bài đỡ của chị. Phá bài của những cái ca sĩ thôi. Không phải, chị có nhiều người dạy em hát thôi. Ngược lại em dạy chị diễn. Được, được. Nhưng mà chị, nhiều người dạy em hát lắm rồi. Và họ đều bỏ cuộc. Ai? Ví dụ như anh Minh Xù nè. Châu lên bờ. Châu lên. Ờ, cả đá con mà. Châu lên. Không, em ra đi dòng nữa nè. Châu lên bờ. Châu lên. Lên lên. Là châu không nghe. Lấy ơi. Không cứu được luôn hả? Không chữa không, được. Không cứu được. Mình thử đi học thử. Mình phải luyện thanh á em. Dạ. Xem cười. Học, chị đang nghiêm túc lắm ba. Chị đang nghiêm túc lắm ba. Lâu rồi chị không có học trò. Ok. Biết không, cho nên là chị mắc bệnh nghề nghiệp với em. Chị đang dạy học lắm á. Ok. Mình luyện thanh nha. Dạ. Yeah. Mình mở khẩu hình, biết mở khẩu hình chưa? Dạ yeah, mở sao chị? Mở ra đó. Trời ơi, em mở còn siêu hơn chị nữa đó. Ôi chết cha, em bị ra rồi. Chưa kịp dậy. Hoàng hậu hay nói gì đi. Hoàng thượng hả? Hay là chúng ta chia tay đi. Tại sao? Tại vì bây giờ em mất hát bài của chị Bu quá rồi. Hoàng hậu hãy hát đi. Chỉ vì hôm nữa anh đưa chiếc ô, đã làm trái tim em có cầu vồng. Mà cầu vồng nào có khi mưa vừa tan. Dường. Anh ở lại với em đi, anh ở lại.
đừng là ấm mây trôi trên bầu trời để một mình bơ vơ bông hoa xinh đầy vườn. Giờ cũng đã xác xơ bông hoa lội tàn nhiều đớn đau mà hoàng thượng lo lắng lắm rồi. Em đã bị vậy lâu chưa? Dạ lúc mới sinh ra. Lúc mới sinh ra em đã bị vậy rồi mà tao yêu cái đó của em hiểu không? Ôi trời ơi. Vậy thôi chúng ta làm lành lại nhé. Đúng rồi. Hoàng thượng. Hoàng hậu. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đi tìm cá. Đi tìm cá nè. Đám cưới em hát một bài tình cảm như thế sợ lắm. Cho cô vô chú rể đêm giọng phòng ấy cho nó hăng. Em không biết là bây giờ bận cổ trang mà hát nhạc hiện đại. Cái gì đủ qua lời thế? Ý làm sao? 42kg. 42kg cao. 1m4. Cao 1m4. Xém làm tim anh. Hết. Xém làm tim anh. Nhắc hết lời coi. Nhắc là một chữ làm sao mà hát. Đám cưới anh xin hát một bài. Tình cảm đi nó hay sợ lắm. Tình cho cô vô chú rể đem động phòng ấy cho nó ha. Tay này em cầm ly rượu, tay kia cầm micro. Chưa kịp hát đã vô mấy cái nhà trai nhà gái cùng lên đô. Ngày xưa anh nói yêu em, anh dấn em qua. Chưa qua này. Dấn qua là dấn. Ngày xưa em nói. Ngày xưa em nói em yêu anh. Ngày xưa em nói em yêu anh em dấn hình. Qua con kênh xanh xanh em ngày nói. Ngày xưa em nói em yêu anh em dấn hình qua con kênh xanh xanh. Tình yêu thâm thiết bao nhiêu thề thốt sao giờ anh bỏ em đi nhanh. Buổi chuối hú hí ngày nào, cầu khỉ lắc léo ngày nào. Cầu tre. Ủa lộn. Cầu tre lắc léo ngày nào. Tan hoang. Tan hoang nát cả cõi lòng khi biết người ta cho em chầu cao. Chú Tám đứng lên nhạc sập sình tưng bừng. Có sao cái bên cầm ly rượu mừng. Anh đứng nghênh ngơ. Đứng đi. Tôi đứng nghênh ngơ. Nhìn em hôn người ta. Tiếp tiếp. Ôi biết nói sao đây. Chị là sinh viên nghèo. Nghèo. Không biết ước mơ được em trao tình này. Tình này. Duyên kiếp thế thôi. Nhìn em vui bên người. Đám cưới buồn cho tôi. Vâng, xin giới thiệu các bạn. Đây là ca sĩ Buka. Buka Trần hả? Anh ơi anh ở lại. Ở lại với em đi anh ở lại. Đừng là áng mây bay trên bầu trời. Một mình cô đơn. Bông hoa kia trong vườn nhà. Dẫu đã sắc sơ bông hoa kia lụi tàn. Mà người ở đâu? Anh ở lại đây rồi. Anh đến đây anh ở lại đây. Anh ơi anh ở lại đây rồi. Ở lại với em. Đừng đi anh nhé. Anh hãy ở lại. Anh hãy ở lại đây bây giờ. Anh hãy ở lại với em. Mày không ở mày chết với tao đấy. Nhá, thần chưa ở lại nhá. Mình sinh ra là dành cho nhau. Ôi 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 anh ơi, anh có biết một điều, mình sẽ bên nhau một đời dần rời xa đâu, xa đâu. Ê, mình ngồi vậy bị ngứa. Mà em mặc váy nữa. Có đây em có mặc quần ở cháu. Có không? Là rơm này nó bị dễ ngứa lắm. Thôi làm mời, xin làm hay nói một lời mình cưới nhau. Em không sợ ngứa hả? Không. Em ngồi kỳ vậy. Ê nhóc con, em có đang rảnh không? Ê nhóc ơi, em có đang rảnh không? Nếu mà em đang rảnh thì em yêu chị đi. Tuy là chị mới khùng giờ cũng hơi lòng bông, nhưng mà chị nói thiệt là em có dám không? Ê em ơi, em có đang đói không? Nếu mà em đang đói thì em ăn chị đi. Tuy là chị hơi già và thịt cũng hơi già, nhưng mà chị nghĩ là ăn rồi xin nhớ mãi. Nếu em rảnh thì hãy ăn mà chị đi. Tuy là chị hơi già và dập tị mà hơi dai. Và sau đây chúng ta sẽ đến với giọng hát Thùy Anh với bài hát Nói Dối. Nói Dối. Ủa, muốn chị không hát mà. Nói Dối. Nói Dối. Nói Dối làm tim tan nát. Nói Dối làm trái tim đau. Nói Dối làm tim tan nát. Nói Dối làm trái tim đau. Khi đã yêu nhau trong đời, khi đã bên nhau thật rồi. Tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao em lại dối ơi? Nói Dối.
điêu ngoa. Nói dối mất nhau muốn đời. Mọi người, đó là một bài hát nói dối. Còn SCU mới ra một bài hát tên là Thật Xa Tình Đường. Mọi người nhớ đón xem trên YouTube nhé. Có khi nào ngoài trời đang mưa mà lại quên đêm nhiều? Có khi nào ngoài trời đang mưa anh chờ em đến rất anh, đúng không? Đây là bài hát Bolero đúng không? Anh mới ra MV Bolero đúng không? Nhạc đó là nhạc R&B. R&B. Yes. Chị hát đúng R&B. Tính chất thì đúng nhưng mà sai lời ha. Cảnh cáo, lúc nào hát cũng sai lời. Có sai nhạc không? Không, cái lời này là cái lời để các bạn thả thính. Có khi nào mà trời đang mưa mà anh lại quên em dù? Cũng không thể nào mà thả thính mà cái bài hát là em ơi em à em là cái thứ mà chị thích nhất nè, đúng không? Có khi nào mà trời đang mưa mà anh lại quên em dù? Có khi nào mà trời đang mưa anh chờ em đến rước em anh? Ơi em có đói bụng không? Dễ thương. Hát sai lời. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Oh yeah. Có bao giờ ngoài trời đang mưa mà em lại quên mang dù? Không. Có bao giờ ngoài trời đang mưa mà em lại quên mang dù? Có bao giờ một mình cô đơn, nỗi buồn tìm đến mỗi đêm em về? Anh sẽ là radio phát những tiếng ca cho ngày em hết buồn chán. Anh sẽ là mãi mãi cho lần đôi thân để nhớ thấy em tươi tàn. Em có muốn một trời đang mưa, một chàng trai đêm theo kia đầu? Để khi đêm về em đã có 28, 29. Nếu mà các bạn không có thuộc lời của bài thì hát thì mình chỉ cần hát bài chữ cái thôi. Đúng, thì các bạn chỉ cần đếm số hoặc là hát bài chữ cái thôi là nó sẽ ra được.